guys. Hello, teacher. Hello, how are you guys? Hello, teacher. Ok, yes, good, good. Bây giờ mình đợi các bạn vào nha. Wait for everybody. Wow. Let's wait for everyone, okay? Hello. Hi, hello guys. Today we're gonna play a game, okay? Today we're gonna play a game. Hello guys. Hi. Đứng đây không ai không thấy đâu. Đấy, dịch nữa không thấy luôn. Đấy. Okay, so today we're gonna play game, okay? Hôm nay mình sẽ chơi game trước khi mình học bài, mình lại tiếp tục làm những cái bài tập đúng không? Nhưng mà đầu tiên thì cô vẫn sẽ phải nói về quy luật này. Cô sẽ vẫn phải nói về một số cái quy định của lớp học nè, okay? Thì bạn nào mình chưa rõ về quy định, các bạn lại đọc cho cô nghe nha. Đầu tiên thì các bạn, chắc còn nhiều bạn cũng đã rõ lắm rồi đúng không? Là mình phải tắt micro nè. Đó, khi nào cô kêu thì các bạn mở lên. Thì các bạn mở lên như thế nào? Mình ấn vào cái nút xanh cho cô nè. Đấy, các bạn ấn vào cái nút màu xanh cho cô, có cái chữ unmute. À, các bạn cứ ấn vào đây là được, là mình sẽ được mở micro lên đó. Tiếp theo thì mình không được vẽ trên màn hình nè. Hay là mình sẽ không được. À, và các bạn nhớ là mình phải bấm nút gì? À, đúng rồi. Các bạn đã thực hành ngay cho cô rồi đó. Đúng rồi. Mình bấm vào cái nút raise hand. À, để mình ấn vào cái nút này để tên tụi con nó hiện ra. Thì cô có thể bấm vào. Cô có thể mời các bạn khi mà các bạn xung phong nè. Đúng không? Rồi còn gì nữa? Tụi con có thể làm gì nữa nè? À, các bạn không được quyền tự ý chat trên thanh chat. À, mình ở đây là có thầy nữa, ngoài cô còn có thầy nữa. Và bạn nào mà nếu mà chat quá nhiều hay là chat gây ảnh hưởng đến các bạn xung quanh thì các bạn sẽ không được học nữa đó. Cho nên là để được tiếp tục học trong lớp thì các bạn nhớ là mình không tự ý chat ở trên thanh chat nha, okay. Và cuối cùng thì cũng như các bạn đã rất là giỏi này, các bạn lúc nào cũng làm bài tập về nhà cho cô và nộp cho cô nè, đúng không? Thì mình tiếp tục làm như vậy cho cô nha, okay. Mình tiếp tục làm bài tập về nhà rồi lại cứ nộp cho cô sẽ sửa bài cho các con. Ok guys. À, con không thấy chữ unmute là tại vì cô chưa bấm mà. Chừng nào cô gọi đến chữ bạn nào đó thì cô sẽ ấn vào một cái nút thì ở trên màn hình của con mới hiện ra cái thông báo đó. Ok. Hello Zan, hi. Hello guys, hello Bảo. Ok, so now, sau khi mà cô đã nói về cái quy định rồi nè, thì bây giờ cô cần hỏi là có bạn nào hôm nay mình mới học buổi đầu tiên không? Ở đây có bạn nào mới học buổi đầu tiên thôi không? Các bạn nào hôm nay mình mới học buổi đầu tiên thôi không? À, có hả? Ừ. Như vậy là đây, bây giờ có một số bạn là mình mới học buổi đầu tiên thì bây giờ cô cần các bạn làm những cái việc như sau. Đầu tiên thì buổi học hôm nay thì các bạn sẽ được chơi game. À, các bạn sẽ được chơi game nè. Cho nên là bây giờ cô cần các bạn như sau. Bây giờ bạn nào mới học buổi đầu tiên thì các bạn lưu ý giúp cô. Các bạn hãy nhờ bố hoặc mẹ chụp lại cho cô hai cái hình sau. Và tụi con sẽ làm theo cái này chỉ trong vòng 5 phút thôi. Những cái này là các bạn nào đã học trước thì các bạn đã làm sẵn ở nhà rồi. Cho nên là bây giờ bạn nào mà hôm nay mình mới học buổi đầu tiên thì bây giờ các bạn nhanh chóng nè, lấy cái máy ảnh, lấy cái điện thoại chụp cho cô cái này trước. Ở đây cô có hướng dẫn cụ thể nè, thì tụi con sẽ nhanh chóng chụp lại cho cô nha. Bạn nào mà chưa có khung bingo nè, các bạn nhanh chóng chụp lại cho cô cái hình này. Rồi cô cho 10 giây thôi nha. 10 giây nha mọi người. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now,
Ok, các bạn chụp xong hình này thì mình sẽ có một cái ví dụ ở đây. Đây, tụi con có một cái ví dụ ở đây thì tụi con cũng chụp lại luôn. À, đây, bạn nào mà chưa vẽ được cái khung bingo thì đây là cái khung ví dụ. Tụi con dựa vào trong cái hồi nãy cô có 40 cụm từ khác nhau đúng không? Bây giờ các bạn sẽ lấy ra 16 cụm từ trong số 40 cụm từ này. Mình điền bất kỳ vào trong những cái khung như thế này như vậy đó. Tụi con vẽ một cái khung gọi là khung hình vuông 4x4 đó đúng không? Thì sẽ có 16 cái ô nhỏ ở trong. Thì tụi con điền vào cho cô 16 cái cụm từ. Tụi con chọn bất kỳ trong số 40 cụm từ đó. Rồi cô cũng cho các bạn 10 giây nha. Bạn nào mà mình chưa làm thì mình chụp lại cái ví dụ nè. 10 giây nha. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bây giờ thì cô sẽ không chiếu slide nữa đâu nha. Các bạn nhanh chóng nha. Bây giờ các bạn có 5 phút để mình vẽ nè. Rồi bây giờ thì cô có một số việc cần thông báo với mọi người nè. Rồi bây giờ thì cô cần, bây giờ các bạn có biết, các bạn nào biết là trong lớp của mình đã có một bạn được giải Super Kid không nè? Bạn Xuân Thủy hôm nay có học với cô không nè? Xuân Thủy hôm nay mình có học không? Cô sẽ kiếm thử coi có Xuân Thủy ở đây không nha. Xuân Thủy nếu mà có thì chat thử cho cô nè. Xem thử coi là bạn Super Kid trong lớp mình hôm nay có tham gia lớp với mình không nha. Are you here, Thủy? Are you here? À, bạn Xuân Thủy hôm nay có học với chúng ta không nè? Ừ, cô không thấy Xuân Thủy đâu, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà chưa biết thì bạn Xuân Thủy, bạn có học trong lớp của tụi mình nè, và bạn đã được giải Super Kid trong tuần thứ hai đó. À, bạn chính là Super Kid của Second Week đó. Bạn rất là giỏi luôn. À, ngoài việc làm bài tập về nhà nè thì bạn Xuân Thủy còn tự nghĩ ra một cái chủ đề và bạn nộp một cái bài riêng để thi Super Kid tuần 2 nữa. Và bạn rất là giỏi và bạn đã giành được giải Super Kid của tuần 2 đó. Và các bạn của mình cũng vậy. Các bạn của mình có thể vừa làm bài tập về nhà, vừa nộp bài và thậm chí tụi con có thể tự nghĩ ra một cái chủ đề khác để làm cái bài riêng luôn. À, bây giờ các bạn vỗ tay cho Xuân Thủy nè. Tuy là Xuân Thủy không có ở đây nhưng mà bây giờ mình sẽ vỗ tay cho Xuân Thủy. Chúc mừng Xuân Thủy trở thành Super Kid nè. Các bạn vỗ tay nè. Cô thấy các bạn còn làm, còn biết dùng hình vỗ tay để là giống như là raise hand vậy đó. Thì các bạn còn bấm icon vỗ tay nữa. Good job guys, good job. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị trò chơi nha. Ok, we're gonna get ready and play the game. Bây giờ cô giải thích nè. Bây giờ các bạn giúp cô, các bạn khoe cho cô thử cái khung bingo của mình nè. Đâu, các bạn khoe vào màn hình để cô xem thử coi là các bạn có làm đúng như là cô nói không nha. Cô sẽ xem thử màn hình của mọi người nè, xem là các bạn có khoe cái khung bingo lên chưa nha. Rồi, các bạn để lên trên camera để cô xem thử nè. Các bạn để lên trên camera đi xem thử nè. Ở trong lớp mình vẫn còn chỗ nè. Các bạn nào đang ở trên livestream thì các bạn có thể vào lớp. À, các bạn vào lớp của mình để mà mình coi nha. Ok. Wow, cô thấy các bạn là Mai Trang nè, Sang nè, Bảo Hà cũng có nè, Thánh Nam, Quang Dũng, Xuân An nè, Liêm cũng có nè. Ừ, các bạn cũng chuẩn bị rất là nhiều. Tố Uyên cũng có chuẩn bị nè. Rồi, good job guys, good job. Anh Minh cũng có nè. Ừ, Tiến Minh cũng có luôn. Ừ, very good. Cô thấy là thậm chí Hương Giang còn tô màu vẽ rất là đẹp nữa nè. Good job guys, good job. Very good. Rồi, bây giờ các bạn chuẩn bị nè. Các bạn nghe cô thông báo lại một lần nữa về cách chơi bingo. Ok. Bây giờ cô ví dụ tụi con đã có một cái bảng rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ cô sẽ mời bất kỳ một bạn nào đó. Ừ. Cô mời, ví dụ cô mời một bạn nào đó đi. Thì bạn đó sẽ làm gì? Tụi con đã có sẵn cái bảng rồi. Thì tụi con sẽ có 16 từ rồi đúng không? Thì bây giờ tụi con chọn một cụm từ bất kỳ tụi con thích. Nhưng mà không phải là tụi con đọc cái cụm đó lên không, mà tụi con phải đặt câu cho cô nha. À, các bạn không phải là chỉ đặt, không phải là chọn. Ví dụ các bạn có từ wake up đi, các bạn muốn chọn từ wake up
Nhưng mà không phải là các bạn chỉ đọc lên cho cô là wake up không, mà các bạn phải đặt một câu cho cô. Câu thì phải có chủ ngữ, phải có vị ngữ, đúng không? Thì các bạn phải đặt câu. Cô ví dụ wake up thì cô nói là My mother wakes up at 6 a.m. Đấy, chỉ cần một câu có thời gian, có chủ ngữ, có vị ngữ cho cô như vậy là được. Thì lúc đấy các bạn còn lại thì sao? Các bạn còn lại, bạn nào trong cái khung bingo của mình có cái chữ wake up, các bạn có chọn cái chữ wake up thì các bạn tích vào cho cô. Đường cây bút nè, tích vào, làm dấu làm sao đó để tụi con biết là tụi con có cái chữ wake up rồi. Đấy. Xong rồi mình sẽ làm gì nữa? Sau đấy thì tụi con sẽ giúp cô, tụi con lại tiếp tục nghe một bạn khác, hoặc là mình có thể được mời thì sao? Có thể là mình được mời, đúng không? Thì có cụm từ nào thì tụi con cứ tích vào cho cô. Nhưng mà bingo ở đây thì không phải là bingo chỉ có một hàng. Đây, để cô ví dụ lại. Đây, bingo của mình không phải chỉ có một hàng nhau nha mọi người. Bingo của mình thì ở đây thì rất là đông bạn, cho nên là cái việc bingo một hàng nó rất là dễ, đúng không? Cho nên là bây giờ cô muốn các bạn là phải bingo hai hàng cho cô. Có nghĩa là ví dụ như con làm được như thế này đi. Cô ví dụ các bạn làm được như thế này đi. Đấy là mình bingo hai hàng. Đó, thì như vậy mình mới trở thành người chiến thắng nha mọi người. Cô ví dụ là các con được hai hàng như thế này thì tụi con mới là người chiến thắng. Như vậy mình có bao nhiêu hàng tổng cộng? Mình có 4 hàng dọc nè, 4 hàng ngang nè, và 2 hàng chéo. Hàng chéo của mình phải đúng cái hàng chéo này cho cô nha. Hàng chéo như thế này thì nó mới là cái hàng 4 ô đó. Thì các bạn nhớ cho cô nha. Các bạn nào đang ở trên livestream thì mình có thể vào trong room học nè. Bây giờ các bạn vẫn còn chỗ, các bạn có thể vào lớp để mình học, để mình có thể cùng chơi với các bạn nha. Rồi, các bạn đã hiểu cách chơi chưa? Do you guys understand? Yeah, cô thấy là các bạn hiểu rất là nhiều rồi, đúng không? You guys all understand, right? You guys all understand, right? Bạn nào không biết cách mở cam, tụi con có thấy cái chữ video có cái hình giống như cái camera mình quay đó, tụi con bấm vào thì mình mở cam lên nha. Các bạn nhớ là mở cam lên luôn nha, vì hồi lát nữa, bạn nào tí nữa là mình muốn thắng thì nói chung là cần phải ít nhất là 7 cụm từ, đúng không? Tụi con cần ít nhất là 7 cụm từ liên tục thì mới thắng được. Thì tí nữa sau 7 câu đầu á, thì cô sẽ xem thử phần chat coi là có bạn nào thắng chưa. Và cô sẽ tiếp tục xem như vậy. Bạn nào mà thấy mình có 2 hàng bingo rồi thì các bạn chat vào trong khung chat ngay cho cô nha. Ok, nhớ là các bạn chat ngay cho cô, và sau đấy thì cô sẽ mời bạn lên, bạn show thử cho cô, bạn sẽ show lên cho cô cái bingo của bạn, xem là bạn có bingo 2 hàng không nha. Ok guys, so let's start our game today. Who's want to volunteer? Who wants to volunteer? Let's see. I will choose a friend, okay? I will choose a friend. Bạn nào mình muốn được cô mời thì bấm nút giơ tay cho cô nè. Bạn bấm nút giơ tay lên cho cô nè. Wow, a lot of hands. I can see a lot of hands. I want to invite the first lucky person. Cô xin mời Phương Hạnh. Cô xin mời Phương Hạnh lớp 4 nè. Okay, so now please choose. Please choose. Bây giờ con đọc cho cô câu ví dụ nha. Nhớ là phải là câu ví dụ mình mới được tính nha. Các bạn nghe kỹ nè. Các bạn nghe kỹ Hạnh nè. What's my face? Rồi, con đặt câu cho cô nè. Con phải đặt câu thì mình mới thành công nha. Bây giờ các bạn chưa tích nha. Bạn Hạnh phải đặt được câu thì mình mới tính nha. What's my face is 7 o'clock. Okay, I wash my face at 7 o'clock. Con có thể thêm cho cô là in the morning. Nếu mà 7 giờ sáng thì con nói là 7 o'clock in the morning. Okay, good job, Hạnh. Thank you so much. Rồi, các bạn tích vào. Wash my face. Rồi, tích vào cho cô. Các bạn nào có không? Các bạn nào không có không? Bây giờ các bạn nào không có cái cụm wash my face không? Bạn nhắn cho cô xem coi. Cô xem các bạn nào hôm nay chưa có được cụm đầu tiên không? Đa số là rồi, có nhiều lắm nè. Các bạn nào không có không? Các bạn nào ở đây mình không có wash my face không? Các bạn nhớ là tích vào cho cô nha. Các bạn nào mà có thì tích vào, bạn nào không có thì cũng không sao hết nha. Bạn nào không có thì mình đợi một hồi thì có thể mình sẽ có nha. Hiện tại thì các bạn hỏi cô có bạn, mấy bạn nói là có không thấy slide hả? Cô đâu có mở slide đâu. Hiện tại là các bạn chỉ nhìn thấy các bạn của mình nè. Ok. Bởi vì cô không có mở slide, mình đâu có cần slide đâu.
các bạn tự dòm vào trong cái bingo của mình đó. Rồi tiếp theo, wash my face rồi nha. Tiếp theo, cô xin mời. I want to invite. Let's see. À, thôi cô mời Thủy nha. Hồi nãy cô có mời Thủy, chúc mừng Thủy thành super kid nè. Nhưng mà cô không thấy Thủy trả lời cô. Hello Thủy. Hi teacher. Congratulations. Chúc mừng Thủy đã trở thành super kid nha. Congratulations. Bây giờ Thủy chọn cho cô nè. Ok, now please choose. Bây giờ Thủy chọn cho cô. Từ tiếp theo. Con chọn cái nào? Thủy nhớ là phải đặt câu cho cô nữa nha. Again, Thủy nói lại cho cô không nghe rõ nè. Em không mở được bingo. À, Thủy có vẽ bingo chưa? Thủy vẽ cái khung bingo chưa? Em mới vào. À, Thủy, nhưng hồi bữa trước là Thủy có học không nè? Thủy có nhớ là cô có dặn là phải vẽ một cái khung bingo đó. Thủy có nhớ không? Bữa trước em học toán. À, như vậy là Thủy mới học bữa đầu tiên hả? À, không sao hết. Như vậy là bây giờ mình cũng lỡ chơi rồi. Cho nên là thôi Thủy ngồi, Thủy nghe các bạn chơi với nhau ha. Ok. Không sao hết. Ok. Như vậy thì cô mời một bạn khác nha. Cô mời bạn... Cô mời Đỗ Phạm Ngọc Anh nè. Cô mời Đỗ Phạm Ngọc Anh nè. Ngọc Anh đã thấy cô mở micro cho con chưa? Ok, Ngọc Anh chọn cho cô cụm từ nè. Which one did you choose? Và con nhớ đặt câu cho cô nghe nha. Go swimming. Go swimming. Rồi bây giờ Ngọc Anh đặt câu cho cô nè. Ngọc Anh mới lớp 1 mà đã học ở lớp của cô là rất là giỏi luôn đó. Ngọc Anh có biết cách đặt câu không nè? Ví dụ con đặt câu là con đi bơi vào lúc... I'm swimming in Saturday. À, bây giờ cô không muốn mình đặt ngày mà mình đặt vào cái thời gian đó. Ví dụ con 6 giờ sáng thì sao? 6 giờ sáng con nói như thế nào? I go swimming at 7 o'clock. À, good job. Ok, 7 giờ đúng không? Yay, good job. Thank you Ngọc Anh so much. Rồi các bạn click vào go swimming. Go swimming. Các bạn nào không có không? Go swimming. Rồi mình được hai cụm từ rồi nha mọi người. Các bạn nào mà được cái hai ô liên tục chưa? Các bạn nào mà được hai ô liên tục chưa? À, cô thấy go swimming là một cái lựa chọn mà cô nghĩ là các bạn thường không có đó. Tại vì các bạn chắc là sẽ thường chọn những cái wake up, wash my face đúng không? Những cái mà nó thường dùng đúng không? Thì cô nghĩ go swimming là thường ít các bạn chọn nè đúng không? Rồi bây giờ cô mời bạn tiếp theo nè. Cô xin mời. Ok, let's invite Ngọc Diệp. Ok, Ngọc Diệp please. Dạ, tới bài khác mấy bạn không biết. Tới bài khác mấy bạn em mới được. Ngọc Diệp nè. Which one did you choose? Go to swimming. À, go swimming là bạn vừa mới chọn rồi đó. Con nhớ tích vào đó, bạn đã chọn rồi đó. Như vậy con phải chọn một cái khác nữa đúng không? Tại vì mình đã tích vào rồi mà thì mình đâu có cần phải làm lại đâu. Read a book. À, read a book. Ok, bây giờ Diệp đặt câu cho cô mới được. Đặt câu cho cô thì mới thành công nha. Đặt câu cho cô nè. Em cô là I read a book at 9 o'clock. Ok, one more time. Bây giờ con nói 9 giờ sáng hay là 9 giờ tối nè? 9 giờ sáng ạ. À, thì con có thể nói là I read a book at 9 o'clock in the morning. Rồi, Diệp nói lại cho cô nè. I read a book at 9 o'clock in the morning. Good job. Ok, thank you Diệp so much. Rồi, các bạn click vào read a book. Read a book. Các bạn nào may mắn đạt được ba cái liên tục không nè? Tiếp theo nha mọi người, cô mời Xuân An. Cô xin mời Xuân An. Go to school. Okay, what is your sentence? I go to school at
morning. Good job. Very good. Rồi các bạn tích vào. Go to school. Go to school. Go to school, guys. Go to school. Các bạn có rất là nhiều. Oh, trời, Ngọc Minh được 2 ô là cũng... Hương Giang cũng được 2 ô là cũng rất là hay rồi đó. Nhưng mà mình phải có 2 hàng rồi, mọi người nhớ nha. Mình có 2 hàng mới được nha. Ok, good job. Next one. Cô xin mời. I want to invite Đức Tiến. Please, Đức Tiến. Lớp 4. Đức Tiến, please. Which one do you choose? Have a lunch. Have lunch. Have lunch. Rồi con đặt câu cho cô nè Tiến, con đặt cho cô một câu nè. I have lunch at mấy giờ nè? 12. À 12 o'clock. À, con có thể nói 12 giờ trưa đi thì con nói là 12 p.m. 12 p.m. 12 p.m. Good job, Tiến. Ok, các bạn ơi, have lunch. Have lunch. Ok. Mình có have lunch nha mọi người. Các bạn có rất là nhiều. Ok, next one. Let's invite another person. I want to invite a girl. Ok, now it's a girl time. Ok, let's invite Ok, các bạn đợi cô tại nó bị nhảy nhiều quá nên cô bấm không kịp. Ok, cô xin mời bạn Khánh Vân. Trần Khánh Vân nè. Khánh Vân có thấy cô mở micro chưa? Rồi, cô mới bấm lại rồi đó. Vân Vân mở được chưa nè? Con bấm vào cái nút màu xanh unmute đó. Ok, yes, ok. Rồi, Vân đọc luôn cho cô câu ví dụ là được. Con chỉ cần đọc câu ví dụ là được. I play with my friend at 5 o'clock. À, như vậy là mình sẽ có cụm là play with friends, right? Play with friends. Các bạn tích vào cho cô chưa? Play with friends. Play with friends, okay? Các bạn nào có chưa? Các bạn nào? Bây giờ mình được 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Mình được 6 rồi đó. Mình được 6 ô rồi đó. Không biết các bạn nào bingo một hàng chưa? À, như vậy là Dương đã bingo được một hàng rồi đúng không? 4 ô liên tục là một hàng đó. Nếu mà được một hàng là mình đã được thành công một nửa rồi đó các bạn. Nhưng mà phải 2 hàng mới được nha mọi người. 2 hàng mới được nha. Rồi cô mời tiếp theo nè. Next one. Okay, I will invite Bảo Duy. Okay, cô mời Bảo Duy nè. Bảo Duy thấy cô mở micro chưa? Can you turn on your mic? Okay, so which one? Cook dinner. Cook dinner. Okay, what is your sentence? Câu của con là câu nào? Cook dinner. We are cooking dinner. Okay, good job. Wow, bạn dùng cho cô hiện tại tiếp diễn luôn. Good job, Duy. Cook dinner, guys. Cook dinner. Cook dinner. Rồi các bạn tích vào cook dinner cho cô nha. Cook dinner. Bây giờ các bạn nào mà các bạn mình không có nhắn vào khung chat nữa nha. Bởi vì bây giờ có thể bắt đầu các bạn có bingo rồi đó. Cho nên là bây giờ các bạn sẽ không nhắn cho cô là con có hay là con không có nữa nha. Ok, bây giờ các bạn mình để ý để có bạn nào mà mình bingo thì mình ghi vào đây thì cô mới nhìn thấy được nha. Ok. Cho nên là mọi người mình sẽ không nhắn nữa nha. Ok, các bạn để ý để mình coi bạn nào có bingo nha. Rồi, cô mời tiếp nè. Ok, I want to invite Phương Như. Lớp rất là đông nên cô không thể mời tất cả mọi người được. Ok, cho nên các bạn thông cảm giúp cô nha. Rồi, Phương Như chọn cái nào nè? Con chọn cái nào?
Phương Như còn cái nào nè? Nói quá, cô Phương Như hầu thì mình nói được. À, Phương Như có nghe thấy cô không? Can you hear me? Can you hear me, Phương Như? Can you hear me? Bảo Huy bingo là con đã bingo được hai hàng chưa? Nếu mà Bảo Huy mà bingo đúng hai hàng có nghĩa là trò chơi của mình đã kết thúc rồi đó mọi người. Bảo Huy đã bingo được cả hai hàng chưa? Vậy là hai hàng thì mới là bingo nha. Ok. À, cô không thấy Phương Như trả lời cô, vậy cô mời một bạn khác nha. Đâu, Bùi Minh Dũng bingo cả hai hàng có nghĩa là bảy từ hồi nãy là con đều đúng hết đúng không? Đây bây giờ Minh Dũng phải mở camera lên để show cho cô thì cô mới biết được là con có bingo cả hai hàng không nè. Bingo, Minh Dũng phải mở camera lên cho cô để cô mới biết, cô check thử coi là con có bingo hai hàng không nè. Rồi bây giờ cô mời thêm một bạn nữa nha. Cô mời Khánh Nam nè. Bây giờ Khánh Nam chọn tiếp cho cô nè. Ok, Khánh Nam, can you turn on your micro? Can you turn on your micro? Hello. Ok, which one did you choose now? Which one did you choose? Các bạn nhắn ít lại cho cô nè, mình phải để ý để xem bạn nào bingo nhỉ. I choose homework. I choose homework at 4 p.m. Do homework. Thank you Nam so much. Do homework guys, do homework. Okay, do homework. Okay, now next person please. I want to invite. Okay, next person I will invite. Rồi bây giờ cô mời bạn Thanh Phong. Thanh Phong có thấy cô bấm cho con mở micro chưa? Thanh Phong. Các bạn mình ít ngắn lại nha, mình để mình xem bạn nào bingo nữa. Okay, Thanh Phong chào cô soccer. Nè. Play soccer. Okay, what is your sentence? Phong đọc cho cô câu ví dụ của con nè. Play soccer. Câu ví dụ nữa, con phải tạo thành một câu nữa. Ví dụ như con nói là con chơi đá banh vào lúc mấy giờ chẳng hạn, thì con nói như thế nào? I play soccer at 8 a.m. 8 a.m. Okay, 8 giờ sáng đúng không? Yay, good job. Play soccer guys. Bạn nào có play soccer thì mình nhắn vào nè. Các bạn nhớ là mình ít bấm để cô còn để ý là bạn nào bingo nha. Ok. Bạn nào mà bây giờ chat nhiều quá linh tinh thì sẽ bị thầy mời ra khỏi lớp đó. Ok. Rồi tiếp theo nha mọi người ơi. Tiếp theo nè, cô xin mời. Cô xin mời Hương Giang nè. Cô mời Hương Giang nè. Yes. Which one did you choose? Con đọc cho cô câu ví dụ luôn nha. Hương Giang đọc cho cô câu ví dụ luôn. I draw pictures. I draw a picture at? At 8 o'clock. Ok, 8 o'clock. Ví dụ buổi sáng thì con có thể dùng thêm in the morning. Ok, at 8 o'clock. Ok, draw a picture guys. Hình như cô vừa thấy bạn Bùi Lan Phương đúng không? Lan Phương nói là Lan Phương bingo rồi nè. Bây giờ cô tìm Lan Phương nha. Bây giờ Lan Phương cô xem thử coi là Lan Phương có bingo nha. Dũng cũng được bingo nè. Bây giờ cô thử xem thôi. Nếu mà các bạn bingo là trò chơi của mình kết thúc rồi đó. Bây giờ cô thử tìm Phương nè. Rồi bây giờ Phương mở micro lên cho cô nè. Phương mở micro lên giúp cô nè. Em mở rồi ạ. Ok, wait me. Sao cô không nhìn thấy Phương ở đâu? Phương đợi cô một xíu để cô xem thử coi là Phương có bingo nha. Ok, Phương nói đi cho cái giọng con nó hiện cái hình lên.
Nói gì cô? You can say anything because I cannot see you on the screen. Cô không biết. Các bạn có nhìn thấy Phương không? Can you guys see Phương on the screen? Yeah. A lot of you guys see Phương, but sao bên cô thì không thấy Phương nào? Phương đã raise hand chưa? Phương có bấm nút raise hand cho cô rồi đúng không? Vâng. Ok, như vậy đợi cô một xíu nha. Sorry guys, I need to find Phương. Đâu, bây giờ Phương sẽ đọc lên cho cô những cái cụm từ mà con đã bingo thử nè. Con đọc lên cho cô những cái cụm từ mà con bingo nè. And the cô là play with friends. Ok, read a book. Go to school, ok. Cook dinner, good. Eat lunch. Have lunch. Okay, have lunch, yes. Go swimming, okay. Draw a picture. Như vậy là con bingo hàng nào, hàng dọc hay hàng ngang? Hai hàng của con là hàng gì nè? Hai hàng dọc, đúng rồi. Như vậy là bạn Phương đã bingo rồi đó các bạn ơi. Wow, very good. Good job. Bạn có 8 hàng mà bạn là không cần có cái chung luôn đó. Bạn là bingo được 2 hàng riêng biệt luôn. Cô thấy Liêm cũng bingo nè. Wow, như vậy là các bạn bingo cũng rất là nhiều đúng không? A lot of you guys have already bingo. Wow, good job. Đâu Liêm thử giơ cho cô xem nè. Liêm. Đâu Liêm giơ cho cô. Bây giờ cô nhìn thấy Liêm luôn rồi. Bây giờ Liêm giơ thử lên camera cho cô xem nè. Ok, yeah. Closer. Con gần lên một chút, gần cái chỗ bingo một chút để cô thấy. À, cô thấy cái hàng dọc của con với hàng gì nữa? Hai hàng dọc kế bên nhau. À, một hàng dọc với một hàng ngang đúng không Liêm? Yes. À, bạn Liêm được một cái hàng giống như là chữ T nằm ngang vậy đó. À, ok guys. Wow, như vậy là các bạn nào mà bingo là trò chơi của mình đã kết thúc rồi đó. Mình chỉ chơi bingo đến khi nào mà các bạn bingo là trò chơi của mình đã kết thúc rồi. Ok. Như vậy là có rất là nhiều, cô thấy cũng có mấy bạn comment là bingo nè. Good job guys. À, tuy là mình không bingo nhưng mà không sao hết nha mọi người. Ok, it's okay. Bây giờ các bạn vỗ tay cho cô những bạn nào mà mình được bingo nè. Bây giờ mình không được bingo nhưng mà mình vỗ tay cho các bạn nha. Ok. Các bạn có thể là các bạn ở trên livestream của cô là cũng đang có bạn bingo rồi nè đúng không? Các bạn ở trên học livestream có thể là cũng có bạn được bingo rồi nè. Ok, good job guys. Bạn nào mà mình chưa được bingo thì cũng sao, không sao hết. Với lại cô cũng không thể mời tất cả mọi người được đúng không? Có tới 160 bạn mà cô không thể nào mời tất cả mọi người được. Ok. Cho nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục học nha mọi người. Ok. Bây giờ thì cô có, bây giờ bài của mình nè. Bây giờ cô quay lại với bài của mình nè. Lần trước là các bạn đã làm bài tập về nhà rất là tốt đúng không? This is a reading. Ok. This is a reading. Các bạn làm bài tập rất là tốt cho cô nè. Các bạn có đọc và để ý các bạn đọc và các bạn để ý các âm từ rất là tốt. Các bạn có để ý các phát âm rất là chuẩn luôn. Nhưng mà vẫn có nhiều bạn thì đọc chưa được chuẩn cho lắm. Thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn là bây giờ cô sẽ đọc cho các bạn nghe một lần nữa. Okay. I will read for you guys this one slowly. Okay. Các bạn sẽ nghe cô đọc. Có nghĩa là mình bây giờ các bạn cứ tưởng tượng là mình đang làm bài listening vậy đó. Các bạn sẽ nghe cô đọc cẩn thận từng từ một. Rồi các bạn nghe cô đọc cẩn thận từng từ một rồi các bạn có thể về. Bây giờ các bạn tập đọc theo cô và các bạn về. Khi mà mình có cái video bài giảng cho buổi ngày hôm nay nè, thì các bạn sẽ đọc lại cho cô, đọc đi đọc lại cho cô để mình luyện cái cách mình phát âm, mình luyện cái tốc độ của mình. Bởi vì có nhiều bạn đọc cái bài này rất là lâu đúng không? Các bạn sẽ mất nhiều thời gian để mình nhìn từng chữ một của mình đọc rất là lâu. Như vậy để mình đọc mà phát âm nó tự nhiên hơn thì mình phải đọc cái tốc độ nó nhanh hơn một xíu. Nhưng mà đọc nhanh nhưng vẫn phải có tròn âm, vẫn phải phát âm chuẩn. Cho nên bây giờ các bạn nghe cô, giống như là cô là một cái bản audio vậy đó. Bây giờ cô đọc cho các bạn nghe nha. Okay guys, now please listen carefully, okay? Alfred's daily routine. Đây, cái chữ daily routine này nhiều bạn đọc sai lắm nè. Không phải là daily đâu mà các bạn, daily routine, okay? Daily routine. Alfred is an American boy.
có nhiều bạn đọc là American, America là đất nước thôi, American thì nó mới thể hiện là người Mỹ được. Ok, American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives, các bạn để ý cho cô những cái âm đuôi. He lives with his family in a modern house. In a modern house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister. Diệu Linh, đừng có bấm vào cái nút remote control giúp cô nha. Ok, Diệu Linh, Hoàng Diệu Linh, please. He starts his day at about 7:30. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Brushes, okay, guy, brushes. Then he has breakfast, and at 1:15, mọi người đọc cho cô cái từ này là quarter. And at 7:45, he leaves home and catches the bus to school. Catches, okay? Bắt xe buýt đến trường đó. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. Các bạn nhìn cái chữ này chắc cũng đoán được. Đây là cái canteen đúng không? Canteen là canteen của mình đó, canteen trường. Okay? After school, at 5:15, he goes home. There, he does his school homework, and when he finishes it, okay, finishes it. He helps his mom laying the table. Có nghĩa là bạn giúp cho mẹ giống như là dọn bàn á. Mình chuẩn bị bát đũa để chuẩn bị ăn cơm đó. Okay. At 7:30, the family dines together. Có nhiều bạn đọc là dinner, có nhiều bạn đọc là dine together. Cũng chưa đúng luôn. Cái từ này là một cái động từ. Dine có nghĩa là động từ chỉ cái việc tụi con ăn bữa chính á. Giống như là con thấy là giống như cái chữ dinner đúng không? Dinner thì nó là một danh từ, có nghĩa là bữa tối. Còn dine nó là một cái động từ chỉ cái việc tụi con ăn cái bữa chính. Như vậy là ở 7:30, family ăn tối, ăn bữa chính cùng nhau. Okay. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10:00 the most, he brushes his teeth again, puts on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. Pajamas có nghĩa là bộ quần áo ngủ của tụi con đó. Nhưng mà Spider-Man pajamas nghĩa là bạn này có một cái bộ quần áo ngủ mà hình Spider-Man đó. His parents always kiss him goodnight. Chúc ngủ ngon, hôn chúc ngủ ngon, kiss. Hôn chúc ngủ ngon. Before he gets asleep. Asleep giống như là sleepy vậy đó mọi người. Alfred bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đó. Asleep có nghĩa là bắt đầu thấy buồn ngủ đó. Before he gets asleep, Alfred is a very happy boy. Okay, guys? Và có nhiều bạn đọc cái chữ này là asleep. Mình không có đọc là asleep, mà mình sẽ đọc là asleep cho cô. Asleep. Okay? Rồi, các bạn về, các bạn có thể nghe lại cô đọc. Khi mình coi video bài giảng đó, tụi con nghe lại cô đọc và tụi con phát âm theo từng cái từ mà tụi con phát âm chưa chuẩn đó. Mình phát âm chưa có tròn âm thì mình bắt chước theo, mình phát âm lại cho cô nha. Okay. Bạn nào mà mình đã làm bài tập về nhà thì cô cũng đã chấm bài và cô có yêu cầu các bạn là nghe lại cái video bài giảng ngày hôm nay nè để các bạn tập phát âm nhiều hơn đó. Ok, các bạn về các bạn nhớ tập lại nha. So now we're gonna continue. Hết bữa nay thì qua hôm sau mình sẽ học đến phần ngữ pháp. Hôm nay là mình tập trung, mình vẫn còn đang tập trung học về speaking. Cho nên là hết bữa sau thì các bạn sẽ bắt đầu học qua ngữ pháp rồi đó. Cho nên là các bạn chú ý giúp cô nha. Okay. Now task 8, you will have to listen and read. Okay. Các bạn ở trên livestream cũng vậy, các bạn phải nghe và lặp lại theo cho cô nha. Okay. Các bạn ở trong lớp cũng vậy luôn, nghe và mình lặp lại theo cho cô. Mình nghe thử xem là người ta phát âm như thế nào. Okay guys, so now let's listen. Then I will invite two friends. One will be Jenna and one will be Ethan. Okay. Unit 1, page 6, activity 8. Listen and read. Say. Hi, Ethan. Do you want to get together after school today? Sorry, I can't.
I'm busy on Tuesdays. Really? What do you do? At 3:30, I have piano lessons. At 4:15, I go to soccer practice. Then I go home. Oh, what do you do after that? I do my homework, clean my room, and feed the dog. Then at 7 o'clock, we eat dinner. Wow, you are busy. Okay, so you guys just listen. Now one more time, guys, one more time. Một lần nữa và cô sẽ mời các bạn nha. Okay, one more time. Unit 1, page 6, activity 8. Listen and read. Say. Hi, Ethan. Do you want to get together after school today? Sorry, I can't. I'm busy on Tuesdays. Really? What do you do? At 3:30, I have piano lessons. At 4:15, I go to soccer practice. Then I go home. Oh, what do you do after that? I do my homework, clean my room, and feed the dog. Then at 7 o'clock, we eat dinner. Wow, you are busy. Okay, now are you guys ready? Who wants to volunteer? Please raise your hand. Okay, I will invite you guys. One will be Jenna and one will be Ethan. So Jenna is for the girl. Okay, so I will invite one girl to be Jenna. Okay, cô mời Hạnh nè, Phương Hạnh nè. Can you turn on your mic? Hạnh đã mở micro được giúp cô chưa nè? Rồi con thử coi trên màn hình của con có hiện thông báo chưa? Con ấn vào cái nút màu xanh cho cô có cái kiểu unmute đó, unmute. Cô đã ấn cho Hạnh rồi đó. Không được hả Hạnh? À thôi như vậy cô mời bạn một bạn khác nha. Hạnh về Hạnh xem lại cái cách mà mình mở micro nha để mình có thể được mời cô mời phát biểu đó. Rồi bây giờ cô mời đầu tiên bạn Nam đi ha. Cô mời Minh Quân trước nè. Cô mời Lê Minh Quân nè. Can you turn on your mic? Yes, I can. Okay, good job. Okay, now one more. I will invite Đoàn Phương Anh. Okay, cô mời Đoàn Phương Anh nè. Được rồi. Okay. Okay, Phương Anh. Okay, so Phương Anh, you will be Jenna and Quân will be Ethan, okay? Phương Anh will be Jenna and Quân is Ethan. Okay, now Jenna first, please start. Sorry, I can't. I'm busy on Tuesday. Really? What do you do? At 3:30, I have piano lessons. At 4:15, I go to soccer practice. Then I go home. Oh, what do you do after that? I do my homework, clean my room, and feed the dog. Then at 7 o'clock, we eat dinner. Wow, you are busy. Wow, good job, Wong and Phương Anh. Good job, guys. Thank you guys so much. Very good, guys. Now, another pair, okay? One more pair. Cô mời một bạn, một cặp nữa nha. Okay, one more. Okay, now I want to invite các bạn nào cô chưa mời nè. Okay, bây giờ cô mời Vân Nhi nè. Can you turn on your mic? Okay, Vân Nhi and Khoa, okay, Huỳnh Đăng Khoa. Okay, so of course, Nhi will be Jenna and Khoa will be Ethan, okay? Now let's start, everybody. Nhi bắt đầu cho cô nè, Nhi sẽ là Jenna nè. Hi, Ethan. Do you want to get together? Get together. To tangle at school today. Okay, wait. Bây giờ lại này nhi. Get together, together. What together?
Okay, get together. Okay, after school today. Okay, now Ethan. Sorry, I can't bus today. Okay, again, I can't. Sorry, I can't. I'm busy on Tuesday. Sorry, I can't bus today. À, ở đây con đọc bị nối âm lại nè. Con ở đây con đọc lại cho cô. Sorry, I can't. Sorry, I can't. Rồi con mới nói tiếp là I'm busy on Tuesdays. I'm busy on Tuesday. Again, busy, busy. I'm busy. Busy. I'm busy, busy. À, mình không phải là bill mà là be, busy, busy. Không phải là bill đâu, busy. Mà là busy. Ah, yes, yes. Busy. Busy on Tuesday, good. Xin lỗi, tôi không thể, tôi bận vào những ngày thứ ba rồi. Thứ ba là bạn này có lịch trình, bạn bận rồi. Ok, good job. Next one, tiếp theo này nhỉ? Next one. Really, what do you do? Rồi, Ethan. As a teacher today. I have piano lesson. Good. At 4:15, I go to soccer practice. Good. Then I go home. Okay. Oh, what do you do after that? I do homework. Clean, again, my I do my clean. Homework. I do my homework. I do my homework, clean the room, clean my room, and feed the dog. Then 7 o'clock, we eat dinner. Again, room, phòng của mình á. My room, room, my room. Ah, yes, room. Good. My okay, room. Jenna. Wow. You are busy. À, đúng rồi. Wow, bạn bận thật đó. You are busy. Okay, good job, guys. Thank you so much. Okay, good job. Now, the last pair. Cặp cuối cùng nha. The last pair. Cô mời Ngọc Hà nè. Ok, Ngọc Hà. Ok, good. Ok, Ngọc Hà đợi cô mời thêm một bạn nữa nè. Ok, Ngọc Hà and Phúc Nguyên. Ok, Ngọc Hà và Diệp Phúc Nguyên. Bây giờ Ngọc Hà là mở mic rồi. Diệp Phúc Nguyên đã mở được micro chưa? Yes, I good. Can. Ok, bây giờ, of course, Hà will be Jenna and Nguyên will be Ethan. Ok, let's start, guys. Ethan, do you want to get together after school today? Okay, again, sorry, do you want to? Do you want to? Want get... to, again, want to, want to. Ah, yes, good job. Rồi, Nguyên nè. Sorry, I can't. I am busy on Tuesdays. Good job. Next one. Really? What do you do? At 3:30, I have piano lessons. At 4:50, I go to soccer practice. Then I go home. Oh, what do you do after that? I do my homework, clean my room, feed the dog, then ask 7 o'clock, we eat dinner. Wow, you are busy. Yeah, you are busy. Bạn bận quá, bạn thật là bận quá. Good job, guys. Thank you so much. Good job. Okay, Tú, con không bấm vào cái remote control nữa nha. Okay. Now, guys, please move to the next task. Okay, so this is a picture of Jenna and Ethan. This is Jenna and this is Ethan. Okay, thank you guys so much. Now we move to the next task. Cái này vẫn là một cái bài, vẫn là một bài speaking. À, hôm nay mình học speaking. Hết hôm nay thì mình mới qua thứ tư này con sẽ học về grammar. Okay. Bây giờ thì cái bài này các bạn có nhớ là các bạn đã từng làm rồi này đúng không? Okay, you guys have done this before, right? So now
it will be a speaking, it will be a conversation, okay? Bây giờ thì tụi con sẽ không có làm lại cái phần này mà tụi con sẽ nói chuyện. Như là ở đây có ví dụ nè. The girl asked, what does Dylan do before school? À, như vậy thì bạn nam này mới trả lời là những cái việc mà Dylan đã làm before school. À, hôm trước là mình đã làm rồi này đúng không? Rồi bây giờ bạn này mới trả lời là Dylan đã làm những gì. Bạn kể ra cho cô những cái việc mà Dylan làm before school. Cũng giống như là after school cũng vậy. Ok, bây giờ ở bài này thì cô sẽ mời hai cặp nha. Two pairs, ok. Now the first pair. Rồi cô mời Phương Thảo nè. Ok, Thảo wait me. Bây giờ Thảo gặp cô nè. Ok, Thảo and let's see. Rồi cô mời Huy Hoàng nè. Thảo and Huy Hoàng. Ok, yes, So, Huy Hoàng will ask and Thảo will answer, okay? Huy Hoàng will ask and Thảo will answer. Con thích before school cũng được mà after school cũng được, okay? Bây giờ Hoàng hỏi cho cô nè, con hỏi là Dylan đã làm gì? À, Hoàng đã hỏi before school đó. Bây giờ Thảo trả lời nè. He played soccer. Are you sure he played soccer? Thảo có chắc là play soccer before school không? Bạn hỏi before school nha. He eat breakfast, wake up, brush his teeth, wash his face, get dressed. And puts on his shoe. Okay, bây giờ Thảo hỏi lại nhưng mà không hỏi before school nữa mà hỏi cho cô là after school nha. Rồi bây giờ tới Thảo hỏi nè. What does Dylan do after school. Ok, rồi Huy Hoàng trả lời cho cô nè. Wake up. Are you sure? Wake up. After school nha mẹ. He played soccer and? He played soccer and play basketball. À, như vậy là sau giờ học thì chỉ làm hai việc thôi là play soccer and play basketball. Okay, thank you guys. Thank you. Now next pair. Okay, one more pair. Now I will invite one more pair, okay guys? Hôm nay là mình sẽ học speaking nhiều đúng không? Và hôm sau thì mình sẽ bắt đầu học qua về phần ngữ pháp nha. Là mình sẽ có làm bài tập nè. Cô biết là các bạn cũng rất là thích làm bài tập đúng không? Ok, let's invite. Rồi, cô mời Thanh Ngọc nè. Thanh Ngọc mở micro được cho cô chưa nè? Hello teacher. Ok, Thanh Ngọc and cô mời bạn Mai Tiến Dũng hả? What is your name? Can you tell me your name? You are in class 2A4. Your name is Dũng. Where are you? Ok, Ngọc đợi cô nha. Ngọc đợi cô nha, ok. Bạn Mai Tiến Dũng đã mở được micro chưa? Can you turn on the mic? Cô không thấy bạn đâu, mất tiêu rồi. Okay, I will invite another friend, okay? I will invite
Ok, cô mời Hoài Anh nè, Vũ Nguyễn Hoài Anh nè. Quốc Đạt không bấm vào cái remote control giúp cô nha. Ok, Hoài Anh, ok, so you going to answer và bạn. Ok, Ngọc sẽ ask first, ok. So you going to ask first, Ngọc, ok. Now please, please guys, các bạn hỏi và trả lời giúp cô nha. What the? Ở bên bạn nào khá là ồn? Oh my god, chị Tư. Ok, where? Hồi nãy cô mời bạn hai bạn đó rồi, bây giờ một bạn sẽ hỏi nè, bạn Ngọc hỏi trước nè. What the Dylan? Dylan. Do? What does Dylan? Dylan do after school. Ah, what does Dylan do after school? Okay, next one. Who's answer? Này cô mời bạn nào đã trả lời đâu? À, bạn đã mất tiêu rồi. Are you here? Các bạn mà được cô mở micro ấy, thì các bạn phải giữ cái micro luôn nha. Tại vì nếu mình tắt nữa thì cô sẽ không thấy các bạn đâu, để cô mở lên lại đó. Hello? Can you answer? Can you answer? Hi Anh. He wake up, eat breakfast. À, again. After school, bạn Ngọc hỏi là after school nha Hoài Anh. Bạn hỏi là after school, sau giờ học, chứ không phải là trước giờ học đó nha. Sau giờ học thì mình có những việc nào nè? He play basketball. What else? Còn một cái nữa, one more. Play basketball. And play soccer. Ok, good job. Rồi bây giờ Hoài Anh hỏi lại cho cô là before school. Cô hỏi before school cho Ngọc trả lời nè. What Dolly do? What does Dylan do? What Dylan do before school? Good. Okay, Ngọc trả lời cho cô nè. Before school. He wakes up. Wakes up. Eats breakfast. Còn gì nữa? Brushes. Brushes. His face. Washes his face. Okay, what else? Còn gì nữa Ngọc? He gets dressed. Okay, and put on his suit. Mang giày vào. Puts on his shoes. Okay, good job. Okay, thank you guys so much. Thank you. Ok, bây giờ thì cô sẽ cho các bạn làm thêm một bài nữa. This one is very easy, guys. This one is very easy, ok? You just need to listen, ok? And you tick, give me the number from 1 to 4. Tụi con sẽ nghe và coi thử coi là cái hình nào nó làm trước. Cái hình nào bạn này làm trước thì tụi con đánh số 1. Rồi lại tiếp tục số 2, số 3, số 4 cho cô. Một câu chuyện từ 1 tới 4. Cái này thì rất là dễ, cho nên là cô chỉ mời một bạn làm với cô thôi nha. Và bây giờ cô sẽ cho các bạn nhắn tin. Các bạn sẽ nhắn đáp án vào cho cô nha. Ok. So now please listen and then I will invite one person. Ok. Chỉ một người thôi. Now listen guys. Unit 1. Page 6. Activity 10. Listen and stick. Number the pictures. 1. I'm really busy before school. I wake up at 7 o'clock in the morning. Right after I get up, I walk the dog. 2. Then, at 7:30, I eat breakfast. Next, I take a shower and get dressed for school. 3. I get to school at 8:45. 4. After school, I play soccer. I get home at around 5 o'clock in the afternoon. Then, I do my homework or watch TV. My family eats dinner at 6:30. At 9 o'clock at night,
I go to bed. Okay, that is the end of the listening. Bây giờ các bạn ghi đáp án như thế này cho cô này. Các bạn trên livestream cũng ghi cho cô. Bây giờ, đúng rồi, mình ghi theo đáp án là 1, 2, 3, 4. Đó, các bạn ghi theo thứ tự cho cô vậy đó. Đi ở đây, đây, rồi đây, rồi đây. À. Cô thấy có nhiều bạn ghi được đáp án như là Xuân An đã ghi được rồi nè. Các bạn còn nghe được cho cô là một là wake up nữa. Đúng rồi. Khi mình nghe thì mình cố gắng nghe được những cái cụm từ nào để mình biết là cái bức hình đó thì mình ghi lại cũng rất là tốt nha. Nghe như vậy thì tụi con sẽ nghe được từ vựng tốt hơn đó. Các bạn còn nghe được là two là eat breakfast. À, Phương Anh còn nghe rõ ràng cho cô luôn là one là wake up, go to school, rồi eat breakfast, rồi go to sleep nè. Rồi các bạn làm rất là nhiều. Bây giờ cảm ơn các bạn đã ghi đáp án giúp cô nè. Ok, bài nghe này là cũng khá đơn giản đó. Đa số các bạn đã có cùng một đáp án rồi đó. Bây giờ cô mời một bạn để giúp cô đọc cái đáp án này lên nha. Rồi bây giờ cô xin mời bạn. Rồi bây giờ cô mời Bảo Ngọc nè. Cô mời Bảo Ngọc nè. Ok, Bảo Ngọc, tell me which picture is number one? Which picture? Cô ơi cô. Yes. Cô có thể cho con nghe lại được không? Con chưa nghe rõ. Cái này thì mình chỉ được nghe một lần thôi nha. Ok, cái này thì mình nên nghe một lần nha. Bây giờ thì Ngọc nghe chưa rõ cho nên là bây giờ cô cho các bạn nghe lại một lần nữa nha. Ok, bây giờ Ngọc nghe kỹ cho cô nè. Mình tập mình nghe thật kỹ cho cô nha. Ok, one more time guys. Unit 1, page 6. Activity 10. Listen and stick. Number the pictures. 1. I'm really busy before school. I wake up at 7 o'clock in the morning. Right after I get up, I walk the dog. 2. Then, at 7:30, I eat breakfast. Next, I take a shower and get dressed for school. 3. I get to school at 8:45. 4. After school, I play soccer. I get home at around 5 o'clock in the afternoon. Then, I do my homework or watch TV. My family eats dinner at 6:30. At 9 o'clock at night, I go to bed. Okay, do you have your answer, Ngọc? What is your answer? Bây giờ Ngọc đọc cho cô như thế này luôn. Đọc cho cô cả bốn đáp án từ đây. Hình này luôn. Okay. This picture, what number, Ngọc? What number? Con thưa cô là 4. 4? Okay, what about this one? Four rồi đấy gì nữa Ngọc? Four and? Three. What about this one? Two. Okay, and this one is of course number one, right? So now let's see the answer, guys. Unit one. At one. Page 6. Yay! Activity. Good job. 1, 2, 3, 4. Good job, guys. Như vậy đây là đáp án mà cô thấy các bạn chọn nhiều nhất nè. Good job. Các bạn còn nghe được cho cô những cái cụm từ nữa. Very good, guys. Thank you guys so much. Good job, everybody. Okay, now before I talk about the homework, bây giờ trước khi cô nói về bài tập về nhà thì cô có một thông báo nho nhỏ cho mọi người nè. Như vậy là sau buổi hôm nay là mình đã học được bao nhiêu buổi rồi các bạn? Mình đã học được 6, right? Như vậy là nếu mà bạn nào học với cô từ buổi đầu tiên là tụi con đã học được là 6 buổi rồi đúng không? 6 buổi là mình đã được luyện tập rất là nhiều. Từ chủ yếu là speaking nhiều nè, cũng có writing nè, có đọc, có nghe nè. Mình làm rất là nhiều kỹ năng rồi đúng không? Và bây giờ thì cô muốn biết coi là trình độ của các con là tính đâu rồi. Mình học như vậy là mình đã được cái gì? Mình đã được thêm cải thiện được thêm cái gì về kỹ năng của mình? Thì bây giờ ở trung tâm Pantaro của chúng ta có tài trợ cho lớp của mình nè, tài trợ cho lớp của mình 60 bạn, 60 suất học, 60 suất để mà mình có thể làm bài kiểm tra năng lực, đánh giá cả 4 kỹ năng của tụi con, gồm nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và còn có là kỹ năng tụi con có dùng được cái Zoom chưa nè. Các bạn nào, các bạn đã biết cách dùng Zoom chưa? Ví dụ các bạn có biết vẽ hay là biết ghi trên màn hình chưa đó? Thì mình sẽ có 40 buổi
60 suất để mà con đăng ký. Như vậy là làm sao để mình đăng ký được để mình tham dự thi? Mình thi cái này là một mình với một cô giáo hoặc là thầy giáo đó. Thay vì ở đây là tụi con đang học một lớp rất là đông đúng không? Nếu mà tụi con đăng ký thi cái kỳ thi năng lực này thử để mình test thử coi mình ra sao đó, thì tụi con sẽ được làm bài với một cô giáo hoặc thầy giáo thôi. Thì mình cũng sẽ xem thử coi là mình có thích học một hay không, một mình với lại một cô giáo, một thầy giáo. Ok, như vậy thì làm sao để đăng ký? Bây giờ lát nữa thì các bạn sẽ nói lại với bố với mẹ là để ý cho cô trong cái group Zalo đó. Trong group Zalo thì tí nữa cô sẽ gửi một cái biểu mẫu, một cái form cô gửi vào trong group, thì con có thể nhờ bố mẹ đăng ký cho mình ở trong cái form đấy, điền thông tin cá nhân cũng như là cái giờ mình mong muốn được đánh giá năng lực, cái giờ mình mong muốn được phỏng vấn đó, thì tụi con sẽ nhờ bố mẹ ghi vào cho cô cái form đấy. Thì mình có 60 suất thôi, cho nên các bạn lát nữa nói bố mẹ là canh cho mình, là cô gửi vào là các bạn bấm vào để lát nữa mình được một cái suất để mà mình đánh giá thử cái năng lực của mình coi là tính đâu rồi. Video bài giảng thì đương nhiên cô vẫn sẽ gửi đó, nhưng mà vào sáng mai nha. Ok, sáng mai thì cô sẽ gửi cho mọi người. Còn cái này là cô sẽ gửi trước cho tụi con là cái form để mà mình được tham gia thi thử coi là cái năng lực tiếng Anh của mình tới đâu rồi. Ok guys, các bạn nhớ nha, tí nữa là cô sẽ đăng vào group Zalo để bố mẹ tụi con có thể đăng ký cho mình, tụi con có thể nói lại bố mẹ để bố mẹ có thể để ý nha. Ok, và nếu mà bạn nào sau khi mà tụi con đăng ký thi thử mà tụi con thích được học một á, học một thầy một trò đó, thì các bạn cũng có thể đăng ký học thử miễn phí luôn. Được đăng ký học thử miễn phí, coi thử coi là mình học ở đây nhiều bạn nè, mình không có cơ hội phát biểu, thì khi mình học một mình sẽ có cơ hội phát biểu với cô giáo thầy giáo nhiều hơn, thì mình có thích hay không. Nếu mình thích thì mình có thể đăng ký học ở trung tâm luôn. Ok rồi, các bạn nhớ nha, bây giờ cô sẽ nói về cái bài tập về nhà của mình nè. Lần trước là những lần mà mình làm bài tập rất là nhiều về speaking đúng không? Thì bây giờ cô muốn các bạn chú trọng cho cô về writing. Ở đây nó không còn là speaking nữa mà nó sẽ là write a story. Các bạn còn nhớ câu chuyện Fred's daily routine không? Các bạn còn nhớ cái hôm trước mình làm bài Alfred's daily routine không? Thì bây giờ các bạn cũng sẽ viết cho cô một câu chuyện. Tụi con không cần phải viết một câu chuyện mà nó đầy đủ giống như vậy. Viết cho cô một câu chuyện tầm trên 50 từ, khoảng từ 50 cho đến 100 từ là được. Okay. Thực ra 50 đến 100 từ không có nhiều lắm đâu. Các bạn viết cho cô tầm 10-12 câu đó. Okay. Các bạn sẽ viết cho cô một câu chuyện từ 10-12 câu cho cô nha. Và câu chuyện đấy thì sẽ có gì? Câu chuyện đấy thì về daily routine đúng không? Thì các bạn cũng viết giống như là cái format của cái Alfred cũng vậy. Lần trước là các bạn đã làm rất là nhiều bài tập về nhà, về cái timetable của hai người mà mình tự sáng tạo ra, rồi thậm chí còn có timetable của mình rồi đúng không? Bây giờ không phải đơn giản là tụi con ghi là at 7 o'clock I wake up, at 8 a.m. I have breakfast, mà mình thêm thắt một chút, chẳng hạn như những cái cụm từ như là I usually, I often, I never, hay là khi mình nói mình chơi soccer đi, thì thay vì mình nói là at 9 a.m. I play soccer, thì mình thêm cho cô một chút cái chi tiết, chẳng hạn như con chơi với ai, con chơi ở đâu. I play soccer with my dad in our backyard, ở sân sau của nhà con đó. I play soccer with my dad in our backyard. Rồi con thể kể thêm một chút về cái cảm xúc của mình. I'm very happy when playing soccer with him. Mình thêm thắt vào để nó thành một cái câu chuyện. Tụi con hiểu chưa? Không phải đơn giản là mình viết at mấy giờ mình làm gì nữa, mà mình phải viết thêm một số câu khác để thể hiện. Chẳng hạn như tại sao mình lại thích chơi soccer, thì mình có thể nói I like playing soccer because tại sao đó. Thì tụi con viết thành một cái câu chuyện nhỏ về cái daily routine của mình hoặc của bất kỳ ai, tụi con tự sáng tạo ra cũng được. Các yêu cầu rõ ràng thì cô sẽ gửi lại sau vào sáng ngày mai. Và các bạn sau khi viết cho cô, nhớ là các bạn viết cho cô rõ ràng nha. Ví dụ nha, cô ví dụ ở đây mình có 4 giờ chiều, thì mình sẽ không có viết đơn giản là 4 p.m. nữa. Không phải là viết con số 4 p.m. nữa, mà mình phải viết là chữ 4 p.m. đàng hoàng cho cô. Hoặc là ví dụ 8:30 đi, thì con không có phải là con viết số 8 với số 30 nữa, mà tụi con phải viết cho cô là 8
30, viết ra câu chữ age, chữ 30 in the evening chẳng hạn, viết ra cho cô từng chữ một. Vì đây là writing cho các bạn nhớ chú ý cho cô cái cách viết chính tả nha. À, cô sẽ sửa cho tụi con. Và sau khi viết xong thì tụi con chụp lại cái bài đấy để đăng lên cùng với việc quay cái video mà tụi con read the story. Tụi con đọc cho cô nghe nữa thì mình sẽ có hai cái để nộp. Một cái là cái câu chuyện tụi con đã viết ra cho cô. Thứ hai là cái video mà tụi con đọc câu chuyện cho cô nghe. Ok? You guys understand? Bây giờ các bạn chat thử vào cho cô là các bạn có hiểu chưa nào? Do you guys understand, guys? Yes, I understand. A lot of you guys have understand. Yes, yes. Các bạn nhớ là chú ý cho cô cách viết nha. Ok. Bài này sẽ là cái bài mình giữ lại. Hôm sau mình học về ngữ pháp thì tụi con sẽ sửa được cái bài của mình luôn đó. Các bạn nhớ là giữ lại cái bài lần này, bài viết của mình đó. Ok. Yes, you guys understand. Okay, good job, everybody. Yes, good job. Good job, guys. Write a story. Không đơn giản là mấy giờ mình làm gì. Yes, I understand. Mình không đơn giản là mấy giờ mình làm gì nữa, mà mình sẽ nói cho cô thêm nhiều cái ý khác mình thêm vào để tạo thành một cái câu chuyện. Tụi con có thể viết dựa trên cái Alfred's daily routine cũng được đó. Okay, guys. So, các bạn đừng quên là tí nữa cô sẽ gửi vào cái group Zalo, cái form cho tụi con đăng ký được tham gia đánh giá năng lực. 60 suất thôi, có 60 suất cho nên các bạn nhớ nha. Ok guys, so now I will turn on the mic for you guys to say goodbye to each other. Ok, các bạn đợi cô nè, cô mở micro cho các bạn chào tạm biệt nhau và chúc ngủ ngon nha. Okay, guys. Goodbye, everybody. Yes. Các bạn nào có ý kiến gì? Ôi cô, nếu mà con test rồi thì sao hả cô? Nếu mà mình thích mình test lại cũng được. Bởi vì có 60 phút nên là bạn nào muốn test thì mình nên cơ hội test nha. Còn con cảm thấy con muốn test lại được một lần nữa để xem thử coi lên bây giờ độ của mình có tiến bộ hơn chưa thì con có thể đăng ký lại cũng được cô. Yes. Good night, mommy. Good night. Good night. Ok, các bạn có thể out ra rồi đó. Yes. Yes. Ở đây thì hơi ồn, để mà các bạn hỏi cô. Yes. Thì mình sẽ bảo cô là cô sẽ đồng ý cho mình bài thi, chứ đúng không cô? Thì cô sẽ gửi một cái form á, con hiểu không? Cô sẽ gửi một cái biểu mẫu lên trên cái group Zalo. Bố mẹ có trong cái group đấy đúng không? Con sẽ kêu bố mẹ điền vào, thì con tự bảo con điền vào cái form. Cô đang tra bảo gì ạ? Con chỉ cần điền vào cái form đấy là không. Ok, chỉ cần điền vào cái form đấy là người ta sẽ nắm thông tin được. Yes. Có phải là nếu như mà con điền xong thế là con gửi cho cô là cô sẽ gửi lên cho người chuẩn bị đúng đấy, cô? Cái form đấy là con bấm sau khi mà con bấm xong á, ở cuối cùng nó sẽ có một cái nút gửi, con gửi một cái đấy thôi là cái trung tâm Mantado sẽ nắm được cái thông tin của con và người ta sẽ tự liên hệ với mình, con hiểu không? Cho nên là con cứ nói bố mẹ lên trên group Zalo để mà mình bấm vào cái form đấy rồi mình cứ điền. Ở đấy người ta có ghi sẵn họ tên nè, còn tất cả luôn, con chỉ cần bấm và điền vào cho cô đầy đủ. Rồi mình bấm nút gửi một cái là trung tâm sẽ nắm được hết. Người ta sẽ liên hệ với mình. Cho nên là con đừng có lo nha, ok? Vâng ạ. Ok, goodbye guys. Okay, goodbye, thank you. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher.